Chào mừng quý vị đến với bản tin công thương pháp luật của báo Công Thương, bản tin ngày 12 tháng 1 năm 2024 gồm các thông tin đáng chú ý với những nội dung chính sau đây. Khách hàng ngậm chế đắng vì đầu tư vào Fibo Holdings. Báo Công Thương nhận được phản ánh của chị LTN, trú tại quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, vào tháng 10 năm 2022, chị N cho biết có tham gia đầu tư số tiền 160 triệu đồng vào công ty cổ phần Fibo Holdings và sẽ được nhận lãi suất 13% một năm. Tuy nhiên, do nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình hoạt động của công ty này, chị N muốn rút tiền và chấp nhận chịu phạt, nhưng công ty thông báo là không thể chi trả được. Lý do công ty đưa ra là bởi tình hình tài chính không được tốt, các khoản đầu tư đều đóng băng và không có dòng tiền để chi trả. Vì sao vướng mắc ở dự án công viên Hồ Hạ Đình suốt 20 năm chưa được giải quyết? Theo phản ánh của các hộ dân thuộc tổ 9 tổ 10 phường Hạ Đình quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội, hơn 20 năm qua, họ phải sống chung với những điều bất cập về nhà ở. Nguyên nhân là do những hộ này nằm trong vùng quy hoạch công viên cây xanh Hồ Điều Hòa Hạ Đình nên không được phép xây dựng, sửa chữa sang những nhà đất. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình, vị trí quy hoạch công viên gồm 5 khu vực dân cư, hai trong số đó là do tự giãn dân chia đất trái phép và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các khu vực còn lại thì thời điểm quy hoạch đã tồn tại hơn 350 nóc nhà, có nguồn gốc không rõ ràng và hình thành suốt từ những năm 1980 đến năm 1996. Dù nhiều cấp chính quyền Hà Nội đã vào cuộc tháo gỡ, nhưng đến nay chưa giải quyết được rứt điểm và hàng trăm người dân vẫn đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Bà Rịa Vũng Tàu, 19 doanh nghiệp kêu cứu vì lạm thu tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. 19 doanh nghiệp được sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng loạt viết đơn phản ánh về việc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển quốc tế Formosa (FIDC) là chủ đầu tư của khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 đã áp đặt một số quy định bất hợp lý mà không thông qua thảo luận lấy ý kiến của doanh nghiệp, gây ra nhiều bức xúc. Theo phản ánh, ngày 26 tháng 5 năm 2023, FIDC đã ban hành công văn số 118/2023/CV-FIDC Quy định kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, các hoạt động thu gom chất thải riêng lẻ trong khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 sẽ do FIDC đảm nhiệm với đơn giá là 400.000 đồng một mét khối. Các loại xe chuyên dụng hoặc tự chế để thu gom chất thải dạng lỏng do các đơn vị bên ngoài khu công nghiệp vận chuyển sẽ không được phép đi vào khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. Không chấp nhận với quy định của FIDC, một số doanh nghiệp cho biết, từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023, công ty có thuê đơn vị hút hầm cầu đến để khảo sát tư vấn, Tuy nhiên, đã bị lực lượng của FIDC gây khó khăn cản trở. Hà Nội phản ánh vi phạm hành lang đê điều tại huyện Đông Anh. Phản ánh đến báo công thương, người dân cho biết, dọc sông Hồng thuộc xóm 4 và thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh Hà Nội hiện có hơn 100 công trình xây dựng trái phép trên hành lang sông. Ủy ban nhân dân xã Hải Bối đã có thông báo số 111 TB Ủy ban nhân dân ngày 24 tháng 4 năm 2023 yêu cầu những trường hợp vi phạm cung cấp giấy tờ liên quan, việc sử dụng đất, xây dựng công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công do Ủy ban nhân dân xã quản lý tại khu vực Nam Lang, thôn Hải Bối. Trong khi các công trình xây dựng vi phạm đến nay chưa thể xử lý dứt điểm thì khu vực này đang xảy ra tình trạng san gạt mặt bằng, phân lô bán công khai với giá hàng tỷ đồng.